Xin chào quý khán giả đến với phần 44 chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phan sẽ giới thiệu đến quý vị diễn biến đất nước ta dưới thời vua Lê Túc Tông và việc nối ngôi của vua Lê Uy Mùng. Kính thưa quý khán giả, vua Lê Túc Tông tên húy là Lê Thuần. Ông sinh vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm Hồng Đức thứ 19, 1488. Là con trai thứ 3 trong số 6 hoàng tử của vua cha Lê Hiến Tông. Mẹ là Trang Thuận Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Hoàng, quê ở Bình Lăng, Thiên Thị, Hưng Yên. Vào tháng 3 năm Cảnh Thống thứ 2, 1499, Lê Thuần được lập làm Hoàng Thái Tử. Đến khi Lê Hiến Tông qua đời, các triều thần Lê Quảng Độ, Lê Đạt Chiêu và các vị quan phò mã, các vị quan ngũ phủ, lục bộ, đông cát, hàng lâm viện, lục tự, cùng tới điện Hoàng Cực để rước Thái Tử Lê Thuần ra làm vua. Cùng ngày 6 tháng 6, tức ngày 17 tháng 7 năm 1504, Lê Thuần lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thái Trinh, tức là vua Lê Túc Tông. Ông còn xưng là Tự Hoàng, do đó có sách chép ông là Tự Hoàng Thuần. Làm lễ cáo trời đất tôn miếu, tôn tổ mẫu Trường Lạc Hoàng Thái Hậu là Thái Hoàng Thái Hậu. Mùa đông ngày Giáp Thìn 18 tháng 10, vua Túc Tông cho người đưa linh cữu tiên hoàng Lê Hiến Tông về Tây Kinh. Tháng 11 ngày mùng 8, đưa tang tiên hoàng Hiến Tông ở Dục Lăng. Lễ bộ xét lễ cũ, tâu xin dựng bia, vua y lời tâu, bèn sai văn thần là Nguyễn Nhân Thiếp, Phạm Thịnh, Trình Chí Sâm soạn văn bia. Vị tân hoàng đế liền cử sứ thần sang chầu nhà Minh bên Trung Quốc. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tuân lệnh của vua Túc Tông, lại bộ thị lang Đặng Tán, kiểm thảo khuất Quỳnh Cửu và hộ khoa đô cấp Sử Trung, Lưu Quang Phụ mang lễ vật đi dân cống. Binh bộ Hữu Thị Lan Nguyễn Lân và giám sát ngự sử Nguyễn Kính Nghiêm thì mang nhiệm vụ báo tang cho tiên hoàng Hiến Tông. Còn lễ bộ Hữu Thị Lan Nguyễn Bảo Khuê, đông cát hiệu thư Trần Viết Lương và hiệu thư Vũ Châu thì mang trách nhiệm thỉnh cầu triều Minh thừa nhận ngôi vua của Túc Tông. Giống như vua cha, Túc Tông là người hiền hòa, hiếu học và thích làm điều thiện, nhưng ông chỉ trị vì được 6 tháng. Dưới triều vua Túc Tông có vụ nổi loạn của Đoàn Thế Nùng ở Cao Bằng, triều đình phải phát binh đi đánh dẹp. Đoàn Thế Nùng bị bắt giết cùng với thủ hạ hơn 500 người. Cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hoàng đế Túc Tông chỉ lên ngôi chưa lâu, nhưng vua dốc chí, nối dõi và xây dựng cơ đồ của vương triều Lê Sơ. Việc nào việc nấy cũng hết mực chu đáo. Vua ban bố lệnh giải phóng các tù nhân, cung nữ, cho ngừng những việc không cần thiết và làm nhẹ đi những việc gây áp lực nặng. Ông cũng cắt giảm lễ vật, hạn chế dựa vào sức lao động của dân và tiếp tục tôn kính các vị công thần. Ông thâu tóm trong tay quyền lực tuyệt đối, luôn ra sức kiềm hãm, không để cho ngoại thích lòng quyền, lại vui sống hòa thuận với các thân vương trong hoàng gia. Những thành tựu của vị hoàng đế trẻ tuổi rất được lòng thần dân. Họ vui mừng rằng đất nước sẽ được hưng thịnh như Trung Quốc dưới thời Chu Thành Vương, Chu Khang Vương, Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế vậy. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và sách các triều đại Việt Nam, trong ngày 8 tháng 11 âm lịch năm 1504, sức khỏe của vua Lê Túc Tông không được tốt, vua lại không có con để nối dõi đế vị. Đến ngày Nhâm Tuất mùng 6 tháng 12, vua sắc dụ triều thần Lê Quảng Độ, Lê Năng Nhượng và các quan văn võ rằng: bệnh trẫm chưa khỏi, lo rằng việc phó thác nặng nề e sẽ không kham nổi. Con thứ hai của tiên hoàng đế là Tuấn, là người hiển minh, nhân hiếu, có thể nối được ngôi chính thống để thừa kế tổ tông, vỗ về thân dân. Đại thần và các quan hãy hết lòng trung trinh để giúp nên nghiệp lớn. Thân vương nào dám chiếm vượt ngôi trời thì người trong nước cùng nhau giết đi. Sang ngày 7 tháng 12, vua lâm trọng bệnh. Hôm sau, tức là ngày 8 tháng 12 âm lịch năm 1504, hoàng đế Túc Tông qua đời tại điện Hoàng Cực, hưởng dương 17 tuổi, có di chiếu cho các quan để tang theo đúng lễ cổ. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có nhận xét về Lê Túc Tông như sau: vua dốc chí hiếu học, thân người hiền, vui điều thiện, xứng đáng là vị vua giỏi, giữ cơ nghiệp thái bình, không may mất sớm, tiếc thay. Còn sách các triều đại Việt Nam thì nhận xét rằng, sự hiền minh của vua Túc Tông chứng tỏ vua cha Hiến Tông của ông đã có một quyết định đúng đắn khi chọn ông là hoàng đế kế tục của mình. Vào ngày Giáp Tuất 18 tháng 12, các triều thần Lê Quảng Độ, Lê Năng Nhượng cùng các công, hầu, bá, phò mã, đô úy, các quan năm phủ, sáu bộ, ngự sử đài, đông cát, hàng lâm, lục tự, lục khoa, đề hình các quan 13 đạo, đến điện Hưng Minh, kính đón con thứ hai của tiên hoàng Lê Hiến Tông là Lê Tuấn, lên ngôi hoàng đế.
Đến ngày 22 tháng 1 năm 1505, Lê Tuấn chính thức lên ngôi, lấy hiệu là Đoan Khánh, hay còn gọi là Lê Uy Mục, đại xá thiên hạ. Đổi niên hiệu lấy năm sau là Đoan Khánh năm thứ nhất. Bây giờ, Nguyễn Bảo Khuê sang sứ nhà Minh theo lệnh của vua Lê Túc Tông, chưa qua được cửa ải, lại sửa đổi tờ biểu cầu phong khác, giao cho Bảo Khuê mang đi. Quý vị vừa theo dõi những diễn biến đất nước ta dưới thời vua Lê Túc Tông và nguyên nhân lên ngôi của Lê Uy Mục. Trong chương trình tiếp theo, Phan sẽ gửi đến quý vị tình hình nước Việt sau khi vua Lê Uy Mục lên ngôi. Mong quý vị cùng góp ý với chương trình để có thêm nhiều tư liệu lịch sử chính xác về dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@rfa.org. Phương Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.